Chào em có thể giới thiệu về tên và mình đến từ đâu và khóa học mình đang tham gia tại Bếp 3 được không ạ? Dạ, em tên là Quyên, đến từ Phong Điền và em đang học bên nấu ăn ạ. Dạ, em học khoảng 2 tháng, thầy cô thì dạy tận tình. Bài học thì cũng dễ hiểu, thầy cô phân tích rõ ràng, tin điểm thì cũng đậm đà, cũng chuẩn. Thay mặt Bếp 3 thì anh cũng xin chúc Cưng là sau này mình học xong tại cơ sở này Bếp 3 mình có thể mình ra kinh doanh. Và khi mình kinh doanh mình sẽ đem được nhiều món ăn đến cho các bạn và mình sẽ thành công hơn ha. Dạ em cảm ơn anh. Rồi, chúc Bếp 3 ngày càng phát triển hơn ạ. Em cảm ơn Quyên nha. Dạ.